live stream chương trình thi lên Dino Cuba. Dino Cuba thì cơ bản là cũng sẽ trùng một số cái chương trình thi của Đài Xanh Q4. Cụ thể là sẽ trùng các kỹ thuật cơ bản, 3 bài quyền, còn phần đối luyện thì sẽ nhiều hơn Dino Q3 là nhiều hơn 6 kỹ thuật đối luyện. Từ những cái cấp đai này trở lên thì chúng ta phải tập luyện nghiêm túc các kỹ thuật, nó phải nhanh hơn, nó mạnh hơn, nó có lực hơn, có thần, có hồn hơn. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Trước khi buổi tập thì như thường lệ chúng ta sẽ chào tập, sau đó là chúng ta khởi động. Thì phần khởi động chúng tôi sẽ không có thời gian để khởi động nhiều, mà chỉ khởi động sơ qua. Từ nãy giờ chúng tôi đã chuẩn bị công tác máy móc và đã khởi động rồi, nên là chuẩn bị máy quay và các huấn luyện viên đã khởi động rồi. Thì lát nữa chúng tôi chỉ khởi động qua đại khái để chúng ta biết là sẽ sau phần chào tập sẽ có khởi động. Còn ai tập theo thì chúng ta sẽ kiểm tra các cái chương trình chạy võ trực tuyến, hay là tự học võ ở nhà, hay là chạy võ cấp tốc. Võ Đồng Ngọc Hòa đã dạy trước đến nay đều có khởi động, chúng ta khởi động theo. Giờ bắt đầu chúng ta chào tập. Khởi động sơ qua xong chúng ta làm chúng ta đối luyện. Hôm nay thì chúng ta sẽ đối luyện trước, không như những hôm trước mà cái phần đối luyện thì chúng ta sẽ làm trước. Bình thường là chúng ta kỹ thuật cơ bản xong rồi quyền xong rồi đối luyện. Thế nhưng hôm nay thì sẽ làm phần đối luyện trước. Vì đây là chúng ta tập chứ không phải chúng ta thi, cho nên là chúng ta sẽ làm phần đối luyện trước. Kiêu ít bông bên đề Zora Nojuki bài 1.
Theo nhịp bông mê đê chú đa nội quỷ. Bài 1. Yêu nghiệp bao cũng như thế, mấy gì? Phải một. Chào đi bông cũng như thế, dô cô vi, bài 1. Chào đi bông cũng như thế, dô cô vi. Kiêu nhịp bông cũng như thế. Máu xì gì? Phải 1. Yeah.
Bây giờ chúng ta sẽ nói lại ở ba kỹ thuật của đòn Yokogiri và ba kỹ thuật của đòn Mawashigiri. Còn 15 kỹ thuật kia có nghĩa là 5 đòn cao, 5 đòn trung đẳng và 5 đòn Maigiri thì chúng ta đã được hướng dẫn ở chương trình Daisen thứ 4. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cho ba kỹ thuật Yoko và ba kỹ thuật Mawashigiri. Trong chương trình thiền đai đầu thứ ba thì đã có 6 kỹ thuật, đối luyện cuối cùng là 6 kỹ thuật mới, thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn 6 kỹ thuật đó. 6 kỹ thuật thì gồm có 3 thuật là bàn đá Yokogi và bàn đá Mawashigiri. Đòn đá Yokogi thứ nhất. Chúng ta chậm lại nhé. Đôi chân phải ở bên ngoài vào. Lùi chân phải đỡ ngoài vào đấm nghịch ở kỹ thuật đầu tiên đòn Yokogiri. Đỡ bằng lưng tay, đánh bằng tay tập bình thường một lần. Hai tô. Anh Hải nó ngửa mông cũng thế, làm gì cần chuyển ngửa nó cứ hạ xuống bên này nó không chế rồi. Chạm lại. Xuống thời gian. Đỡ bằng lưng bằng tay. Đánh làm hai tô. Đánh vào quay hàm, đánh vào giữa hai cái hàm lần. Không đánh vào đấy không. Kỹ thuật thứ ba. Đó là ba kỹ thuật Yoko. Tiếp theo là ba kỹ thuật Mawashigiri. Lần thứ nhất anh dùng là thực hiện đỡ kỹ thuật Ushiyoke Jodan, có nghĩa là đỡ thường anh ấy đi một lần nhé. Kỹ thuật hai, chúng ta lùi chân phải ra sau, xin lỗi chân trái sau tấn. Kỹ ba, đỡ bàn tay, đá tay, đỡ trỏ. Kỹ thuật thứ ba, chúng ta lùi chân trái sau tấn Kosu. Đỡ, ngoài vào, xô ra. Ta co chân phải lên đá, mới xuống, đặt chân đập nghịch.
đó là 6 cái kỹ thuật. Vậy là chúng ta đã xem trong cái chương trình đối luyện của Dino Cuba. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi miễn phí nhiều video về nhiều lĩnh vực khác nhau. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.